Bộ phim mở đầu với bi sắt, người cạ chim xuống nhựa đường nhưng vẫn nghĩ mình đang ở trong khách sạn. Ông là một yakuza tới Hàn du lịch 3 ngày trước, cơ mà tỉnh dậy thì lại thấy mình đang quấn khố nằm giữa đường. Một người phụ nữ bước tới, bi sắt nhận ra đây là Gil Bok-sun, một siêu nữ sát thủ tới từ Triều Tiên. Bi sắt tò mò nếu muốn ám sát thì sao Bok-sun còn đợi hắn tỉnh dậy. Bok-sun kể mình có một đứa con gái, xinh giống y hệt mẹ, nhưng tư tưởng có phần đặc biệt. Trong khi Bok-sun ủng hộ việc mua điểm cấp 3, cô con gái lại muốn cộng điểm cho người giới tính thứ ba. Tóm lại là nhân dịp này Bok-sun muốn thử làm tí fair play. Cô ném cho bi sắt thanh kiếm ưa thích của ông ta, còn mình thì rút ra cây rìu 3.000 won mua ở siêu thị. Sau vài pha trao đổi chiêu thức thì Bok-sun bị chém nhẹ một phát. Bi sắt buông lời khen, bảo rằng số người có thể đấu tay đôi với hắn trên cái đất Nhật Bản này chỉ bằng đúng số lần lão mua hoa tặng vợ. Hai người mặt đối mặt, Bok-sun dùng quả skill xoay rìu vô cùng ảo ma, nhưng cô không phải Hán Sâm nên vẫn bị bi sắt chém đầu. Thực ra đó chỉ là những gì Bok-sun suy đoán sẽ xảy ra tiếp theo. Nhận thấy mình không có lợi thế, cô xin phép bi sắt đi đổi đồ nghề. Lão đồng ý rồi bắt đầu làm nhảm về kiếm đạo, xong bị Bok-sun trò hai phát đạn đi luôn. Ôi, đàn bà là những niềm đau. Xử lý xong tên yakuza, Bok-sun ghé qua siêu thị rồi trở về nhà. Trong lúc dọn dẹp, cô phát hiện ra đứa con gái của mình hút thuốc. Điều đó đã khiến Bok-sun nhớ về tuổi thơ. Do tiếp cận với thú vui nhiều khói này mà cô đã bị bố đấm sưng mặt rồi phải ăn thuốc lá. Dòng suy nghĩ khiến cô leo lên tủ bếp mà nhả khói. Cứ thế này thì cô không thể khuyên con gái bỏ thuốc được. Thế là cô đành tiếp cận bằng cách mềm mỏng hơn. Này Tê Young, đừng hút mao nữa. Hút ba số nó mới ngon. Thế mà con bé lại về phòng đóng cửa cái rầm. Đang định tẩn cho một trận thì cô bé hứa sẽ không hút thuốc nữa. Bok-sun thấy vậy cũng thôi, bảo cô bé chọn cho mình bộ đồ đến dự buổi họp phụ huynh của các bà mẹ ngày mai. Nhưng đấy chỉ là nơi mà các bà mẹ flex về tiền và con cái thôi đúng không ạ? Ứ bậy, ai bảo con thế? Năm ngoái chúng tôi đến Hawaii để con bé nó học tiếng Anh. Tôi cho con sang Indo học tiếng Hà Lan luôn. Trong khi các bậc phụ huynh khoe đi đây đi đó, Bok-sun nhớ lại mùa hè vừa rồi phải sang Ai Cập thắt cổ một ông Ả Rập. Lúc này tác phẩm của Bok-sun đã được lên TV. Chính phủ cho rằng đây là một pha va chạm giữa các băng đảng yakuza, nhưng thực tế chỉ là do một bà vợ ghét ông chồng ngoại tình nên thuê sát thủ. Tối đó Bok-sun tới quán của lão cụt nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp. Mọi người ở đây đều ngưỡng mộ Bok-sun vì cô là sát thủ cấp A, cấp cao nhất trong giới. Tại sao nó không phải là AAA như là trong phim Deadpool với Nick Fury đóng? Tiền lương cao hơn tổng cả đám cộng lại. Thanh niên gác cổng hạng B than việc này diễn ra chính là tại luật lệ công ty chủ quản của Bok-sun đặt ra 7 năm về trước. Đây là chủ tịch cha, lãnh đạo của công ty sát thủ MK. Châm ngôn của ông là một lần ra tay đỡ ba lần cay ré. Hiện sát thủ đã là nghề kinh doanh toàn cầu. Sắp tới có khi có cả app book lịch ám sát cho tiện cũng nên. Cơ mà sự xuất hiện của những tay mơ, những kẻ thất nghiệp vì vài đồng bạc lẻ ra tay với cả trẻ con sẽ khiến danh tiếng của sát thủ bị bôi xấu. Để đám thất nghiệp không còn có thể chen chân vào ngành này, chủ tịch cha quyết định đề ra 3 quy tắc. 1. Không động tới trẻ vị thành niên. 2. Là chỉ nhận những tác phẩm được công ty cấp phép. 3. Sản phẩm được cấp phép cần cố gắng hoàn thành. Lão cụt là người hưởng ứng đầu tiên. Xong, lão đã phạm sai lầm, mất một tay, cút khỏi biên chế và giờ chỉ còn làm bán quán ăn. Gác cổng cho rằng bộ quy tắc đó khiến MK độc quyền ngành này, vì hầu như mọi công ty sát thủ indie đều phải nhìn mặt họ mà sống. Thực ra thanh niên này cũng thuộc công ty MK, trình độ được nhiều người cho rằng ngang ngửa với Bok-sun, nhưng vì bị ghét nên mãi chỉ ở hạng B. Câu chuyện đi theo hướng biến Bok-sun thành phản diện, thế là cô bỏ về. Đang cáu mà cái xe còn bị mấy thằng trẻ trâu nó dòm ngó. Có đứa còn chửi cô là gái ngành. Chưa kịp động thủ thì gác cổng đã tới giúp cô xử lý hết. Anh tới mang cho cô thanh kiếm cô để quên. Sau đấy ta biết lý do vì sao ông này bị ghét, nện cả crush của chủ tịch thì hết cứu. Hành sự xong Bok-sun còn để lại tiền, bảo anh cầm về lo viện phí cho bố. Cơ mà gác cổng bảo là mình xử lý khoản đó rồi. Anh khuyên bao giờ hết hợp đồng với MK thì cô nên tự mở công ty. Cơ mà Bok-sun tuyên bố mình sẽ nghỉ hưu. Cùng lúc đó, Tê Yong đang bận âu yếm và đút lưỡi vào mồm cô bạn bai sách, cái đứa mà được đưa sang Hawaii học tiếng Anh ấy, và cũng là người rủ dê Tê Yong hút thuốc. Bảo là hút thuốc cho nó đỡ áp lực. Chắc là áp lực vì yêu hai người cùng lúc. Vừa dứt lời thì có ba nam sinh đi đến, trong đấy có một đứa là bạn trai của Bisex. Cả bọn định đi hát, một thằng với tay ra rủ Tê Yong nhưng bị cô phũ và dọa giết. Thanh niên xoắn hết cả lên nên tôi gọi là Thỏ Đế. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng với con gái và chở cô bé tới trường, Bok-sun tới công ty, vô tình chạm mặt giám đốc cha, em gái của chủ tịch cha. Cô ta dẫn Bok-sun ghé qua một khu đào tạo lớp trẻ, nơi vừa diễn ra một trận đấu của hai thực tập sinh. Chủ đề là tác phẩm của Bok-sun 5 năm về trước. Một trong hai người tham gia là fan cứng của Bok-sun, cũng là học viên xuất sắc của kỳ và sắp được debut. Giám đốc muốn fan cứng show trình độ, nhưng gạ kèo không học viên nào dám ra đấu. Thế là giám đốc khịa luôn Bok-sun, khen cô fan cứng mạnh hơn cả Bok-sun khi mới vào nghề. Thế là chúng ta có một trận đấu giữa idol và fan. Một bên dùng hai con dao giả, một bên dùng bút dạ. Chết skill một hồi thì fan cứng lỗ máu, bị chê là dùng hai dao vận chiều lâu. Cô vứt luôn một con dao đi. Sử dụng quả kỹ năng ảo ma khá giống với Bok-sun định dùng với bi sắt, cô chém được một phát vào bụng Bok-sun, cơ mà cuối cùng vẫn bị vẽ một đường lên cổ. Chơi với trẻ con thế là đủ. Bok-sun lên văn phòng chủ tịch nhận việc. Có hai tác phẩm khẩn cấp, một nước ngoài và một trong nước. Chủ tịch muốn Bok-sun chọn. Cô không hài lòng lắm vì vừa thực hiện một cái xong, nhưng mà đây là tác phẩm cấp A. Cả công ty có mỗi 3 người ở cấp này, trong đó có một người bận đi xem concert của Blackpink. Chỉ còn duy nhất Bok-sun và chủ tịch nên đành chịu.
không cần đọc. Bốc Sun chọn tác phẩm trong nước. Chủ tịch lo cô con gái của Bốc Sun đang làm ảnh hưởng tới công việc, thứ mà 15 năm trước Bốc Sun hứa với anh sẽ không xảy ra. Chủ tịch rủ cô tới ăn bánh kẹo. Hai người vui vẻ rời đi. Người không vui ở đây là ả giám đốc. Chả hiểu công ty sát thủ kiểu quá gì mà phòng giám đốc lại ở trên lại còn chiếu thẳng lưng chủ tịch thế này. Tại quán bánh gạo, Bốc Sun chia sẻ về sự khó khăn trong việc nuôi con, bảo nó khó hơn cả việc cho người khác đăng xuất. Thế sao em còn chưa mau nói ra điều kiện gia hạn hợp đồng? Hay em sợ Chúa phạt? Chúng ta rồi sẽ đều xuống địa ngục thôi anh à. Đó là lý do hai chúng ta không còn cầu Chúa nữa. Thật ra anh theo đạo Phật. Giờ Bốc Sun mới lôi yêu cầu của tác phẩm ra xem. Đối tượng chỉ vừa qua độ tuổi vị thành niên. Vụ này sẽ gây ra khá nhiều sự chú ý nên mới ở hạng A. Bất chợt giáo viên gọi báo Tê Yong vừa đâm bạn. Không phải bằng một con cu giả mà bằng kéo. Nạn nhân là thỏ đế. Vấn đề ở đây là cô bé không chịu nói ra lý do. Mẹ của thằng nhóc muốn báo cảnh sát. Mẹ của Bai Sách thì cố gắng thuyết phục, không làm to chuyện. Cuối cùng hiệu trưởng kết luận đình chỉ Tê Yong một tuần, sau đó sẽ mở hội đồng kỷ luật. Khi đó mà vẫn không chịu nói rõ lý do thì chắc chắn Tê Yong sẽ bị đuổi học. Bốc Sun tới nói chuyện với con gái. Cô lo lực học của Tê Yong không theo nổi trường công. Con bé bảo cô là thực dụng. Mày thiếu thực dụng vãi à. Đâm người phải đâm bằng dao chứ ai đâm bằng kéo. À không, ý mẹ là sao con lại đâm thằng nhóc. Tê Yong bảo mình thực sự muốn giết thằng củ lìn đấy. Bốc Sun cạn lời. Cô chạy tới nói chuyện với các cổng, người đang xử lý hiện trường. Những lời của Tê Yong làm Bốc Sun nhớ tới tác phẩm đầu tay của cô. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp chủ tịch. Cô trở thành như này là do được nuôi dạy trong bạo lực. Vậy nên cô muốn con gái không giống như mình. Cô đã cố nuôi dạy Tê Yong khác đi nhưng nhìn lại giờ nó càng ngày càng giống cô. Cậu có biết cách giết người nào có tính giáo dục không? Lần sau chị thử giết người bằng một quyển từ điển Hán Việt xem. Gác cổng cho rằng Bốc Sun đang làm tốt vai trò của một người mẹ. Chị chỉ không tốt với tư cách là một tiền bối thôi. Ai lại đến chỗ làm của đàn em mà không mang quà cơ chứ? Hay là mình chích? Cùng lúc đó tại cuộc họp thiêng liêng của các công ty sát thủ đang có thông tin về vài tác phẩm trái phép, trông rất chuyên nghiệp nên khả năng không phải là lũ thất nghiệp mà là nhân viên của công ty nào đó phạm luật. Chủ tịch giao trước, nếu thủ phạm thực sự là nhân viên của các công ty ở đây, ông muốn MK là người sẽ đứng ra xử lý. Ai cũng đồng tình, trừ anh thượng sĩ mở công ty mà không qua lớp quản lý nhân sự này. Anh hỏi chủ tịch nếu thủ phạm là người của công ty MK thì sao? Chủ tịch bảo thế thì mình sẽ chịu trách nhiệm. Chủ tịch hơi căng làm thanh niên tạm thời phải cụp cái pha xuống. Trở lại ngôi nhà của hai mẹ con Bốc Sun, cô vẫn cố hỏi xem lý do thật sự Tê Yong đâm thằng nhóc. Cô bé vẫn không chịu nói. Chủ tịch gọi tới hỏi thăm và cho Bốc Sun lời khuyên. Nếu một bà mẹ không đủ để dạy con thì hãy kiếm cho nó một người bố. May thay anh họ cha. Thôi em đi làm việc đây. Hiện là mùa thực tập. Nhiệm vụ lần này cô Phan Cứng sẽ đi theo Bốc Sun trải nghiệm hiện trường. Cô nhóc mang đồ nghề tới, kèm theo di thư để làm giả một vụ 44. Bước 1 là bơm khí gây mê vào phòng khiến ông cháu bất tỉnh. Bước 2 đặt di thư. Đang định rạch tay cô cậu thì Bốc Sun nhận ra đây là con trai của một thượng nghị sĩ. Người vừa dính phốt dùng tiền chạy trường cho con trai. Thường thì Bốc Sun không bao giờ đọc di thư, nhưng lần này cô đã lấy đọc thử. Nhận ra tác phẩm này chính là do lão thượng nghị sĩ yêu cầu. Lão định dùng mạng thằng con để tẩy trắng và không làm ảnh hưởng tới kỳ bầu cử thủ tướng. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, nhưng không phải là do cô thực tập sinh mắc sai lầm mà là chính Bốc Sun. Cô đuổi Phan Cứng ra ngoài để nói chuyện với con gái. Cô bé hỏi mấy giờ cô về và nói lời xin lỗi. Tôi cứ tưởng con bé định 44 nốt cơ, nhưng mà không. Cuối cùng thì Bốc Sun bỏ ý định thủ tiêu thằng nhóc. Cô gọi điện báo cho chủ tịch rằng mình đã thất bại do tính toán sai lượng khí độc. Chủ tịch hiện đang ở Nga và chuẩn bị lên diễn. Anh biết chắc chắn là Bốc Sun đã đọc di thư và từ bỏ tác phẩm, mà thế thì phạm vào điều luật số 3. Chủ tịch vừa xử lý đám mafia vừa nghe Bốc Sun nói. Cô bảo nếu bỏ qua chuyện này và không để ai nhúng tay vào tác phẩm thất bại kia nữa thì cô sẽ gia hạn hợp đồng. Xử lý sạch đám mafia, chủ tịch gọi cho cô em báo hủy tác phẩm cấp A do Bốc Sun phụ trách. Công ty đứng đầu ngành mà lại chịu thất bại. Giám đốc nhận ra có gì đó không đúng. À đoán Bốc Sun đã phạm quy. Chủ tịch lúc này thì ngồi nhớ về quá khứ, cái ngày mà ông gặp Bốc Sun lần đầu. Bố của Bốc Sun là cảnh sát, sống không được tử tế cho lắm nên bị người thuê sát thủ ám sát. Thế là chủ tịch đã tới penthouse trên Đà Lạt xách cổ bố Bốc Sun bằng cà vạt. Nào ngờ chưa xử lý xong thì Bốc Sun do cúp tiết nên về sớm, trái ngược với những gì chủ tịch mong đợi. Bốc Sun vẫn vô cùng bình tĩnh, cô đẩy chiếc ghế ra, cho ông Bô một vé thẳng xuống địa ngục rồi nở một nụ cười ma quỷ hoặc là quyến rũ, tùy vào vấn đề tâm lý của bạn. Trở về nhà sau một tác phẩm thất bại, Bốc Sun thấy kinh tởm khi ngài nghị sĩ vẫn lên truyền hình và lấy việc con trai bị tấn công ra để thu hút phiếu bầu. Tê Yong thì đã chịu nói ra lý do mình tấn công thằng bạn. Sự thực là cô đã bị thỏ đế phát hiện hôn hít với Bai Sách, vậy nên ông cháu đe dọa sẽ tung ảnh lên mạng, trừ khi Tê Yong làm bạn gái cậu ta một tháng, sau đó thì cậu ta sẽ đá cô. Mục tiêu là để bản thân trở nên có giá hơn. Tê Yong cười ỉa. Bro định làm trai bao hay gì? Tê Yong không sợ, nhưng con vợ Bai Sách thì có. Thuyết phục Tê Yong nghe theo lời thỏ đế. Tê Yong tức quá lấy kéo ra xiên luôn. Nghe cô con gái cam mau, Bốc Sun tí thì phải làm điếu để giữ bình tĩnh. Bất ngờ chuông cửa vang lên. Ở bên ngoài là Phan Cứng. Bốc Sun kề dao vào cổ hỏi xem tại sao cô tới đây. Hóa ra là để bảo vệ Bốc Sun. Chủ tịch đã đổ nguyên nhân thất bại của tác phẩm cho Phan Cứng. Thế giờ cô muốn gì? Phú bà hãy bao nuôi tôi. Bốc Sun bảo cô con gái lúc khác nói chuyện rồi dẫn đàn em đi ăn. Nhóm bạn của Bốc Sun cũng đến để chúc mừng anh gác cổng cấp B vừa được lên cấp A. Lý do là giám đốc đã trực tiếp tới gặp và đề nghị anh ta hoàn thành tác phẩm thất bại của Bốc Sun. Chủ tịch khá cay, tới bóp cổ con em gái khiến ả lên cơn hứng tình, xong lủi thủi quay đi khi bị chửi là hèn không dám giật lấy bông hoa mình thích.
Ả giám đốc sau đó gọi cho anh gác cổng. Tuy nhiên người nghe máy lại là Bốc Sun, hỏi Ả thích bị thương hay bị phạt. Ả bảo anh gác cổng mở loa ngoài chào mọi người, xong đưa ra offer bất kỳ ai giết được Bốc Sun sẽ có ngay một chân vào làm việc tại MK với tư cách là sát thủ cấp B. Mấy đồng nghiệp chưa kịp rút vũ khí thì lão cụt đã mở bát. Đoạn này đánh nhau khá hay, Bốc Sun cười phớ lớ khi được chém nhau, các bạn nên xem trực tiếp. Tóm lại là tất cả bị giết trừ cô fan cứng chọn phe theo Bốc Sun. Trước khi ra đi, anh gác cổng tiết lộ mình là người làm các tác phẩm trái phép. Anh bị Ả giám đốc phát hiện nên mới phải ra tay với con trai ngài thượng nghị sĩ. Anh lịm đi trong vòng tay của Bốc Sun. Đội dọn dẹp của công ty sau đó tới cho người vào body bag. Chúng ta sẽ gặp rắc rối đúng không ạ? Chúng ta chết chắc rồi cô nương ạ. Mà sao cô lại theo phe tôi ấy nhỉ? Phú bà xin hãy bao nuôi tôi. Bốc Sun đang nghe điện thoại của con gái trên đường ra xe thì bị chủ tịch tóm cổ. Ít ra ông vẫn phá chiếc điện thoại trước khi đầu dây bên kia nghe được gì đó. Cô Phan cứng phải khai tất cả là tại giám đốc cha thì chủ tịch mới chịu buông tay. Người dọn dẹp thấy xác sát thủ của công ty nào hẳn sẽ báo về cho công ty đó. Tức chỉ ngày mai rất có khả năng các công ty sẽ bắt đầu truy sát Bốc Sun. Chủ tịch thì không muốn Bốc Sun hay cô em gái của mình dính vào rắc rối nên bảo Bốc Sun đừng làm gì cả, cứ để mọi chuyện cho ông lo. Bốc Sun định động thủ, nhưng Haki quan sát cho thấy cô không có cửa ăn được chủ tịch nên buộc phải đồng ý. Trước khi rời đi, Bốc Sun khuyên chủ tịch đừng sa thải cô Phan cứng. Người tài mà lại không dùng thì phí. Xin phú ông hãy bao nuôi tôi. Trở về nhà, tự nhiên mất liên lạc khiến Tê Nhong lo phết. Nhất là sau khi vừa bị con bé Bai Sách chia tay. Con bé bảo tình cảm của hai đứa và những nụ hôn trước giờ tất cả chỉ là mẹ mày béo, tức là một trò đùa. Con bé còn nhận mình không thích con gái cơ. Lần này Tê Nhong cũng ngồi lại nghe Bốc Sun than thở về công việc. Bất ngờ thay, Tê Nhong từ lâu đã biết bà nói dối về công việc hiện tại. Cô bé từng vô tình tìm thấy trong túi mẹ có một khẩu súng nên hỏi thử xem có phải mẹ làm cho cục tình báo hay gì đấy hay không. Bốc Sun không phủ nhận. Hôm sau, trong khi Bốc Sun tới công ty gặp giám đốc cha để gia hạn hợp đồng, chủ tịch tới dự cuộc họp thiêng liêng. Ông nhận nhân viên của mình là thủ phạm của các tác phẩm trái phép nên Bốc Sun đã được cử đi xử lý. Tuy nhiên trong quá trình đó, sát thủ của công ty khác đã trợ giúp anh ta. Ông bảo sẽ bồi thường cho các công ty. Anh thượng nghị sĩ đòi triệu tập nhân chứng duy nhất của vụ này là cô thực tập sinh để đối chất. Tuy nhiên hôm qua chủ tịch đã xử cô mất rồi nên là khai cô đã cao chạy xa bay. Tên lính được đà lấn tới, rút dao đòi chủ tịch chịu trách nhiệm cho vụ tác phẩm trái phép. Chủ tịch tuyên bố mình là luật, cầm con dao đằng lưỡi đánh cho thanh niên kia cút luôn. Đồng thời bổ sung điều luật cuối cấm rút trang bị ra trong cuộc họp. Mọi người thất vọng bỏ đi. Chủ tịch tuyên bố ai muốn lấy thủ cấp của lão thì gửi dao dính máu tới. Trong giới sát thủ, dao dính máu tượng trưng cho lời khiêu chiến. Tuy nhiên ông lại được gửi cho một chiếc bút dính máu, thứ Bốc Sun vừa dùng để đâm thủng họng giám đốc khi biết cô Phan cứng vì mình mà bỏ mạng. Chủ tịch tổ chức đám tang cho em gái mà không thể rơi một giọt nước mắt. Bốc Sun thì về cùng con ăn bữa cơm có thể là cuối cùng. Chủ tịch đã chọn sàn đấu cuối là văn phòng của mình. Bốc Sun vác kiếm đi thang máy lên. Chủ tịch lấy súng ra bắn dọa nhưng cô còn không chớp mắt. Hai người ngồi xuống nói chuyện. Mọi chuyện có lẽ đã không đi đến bước này nếu như Bốc Sun thực sự không để cảm xúc xen vào công việc. Cô biết chủ tịch đã bị thương ở tay, nhưng như tính toán thì ở vũ trụ nào cô cũng không thể đánh bại ông. Cô đành hỏi chủ tịch thích cô từ khi nào. Trong lúc chủ tịch bận nhớ về nụ cười quyến rũ của Bốc Sun, Bốc Sun ra tay và cho ông một nhát vào ngực. Ôi, đàn bà. Chủ tịch nắm tay Bốc Sun, bảo với cô tao không đi vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bốc Sun giờ mới để ý trong phòng có gắn camera, nghĩ rằng chủ tịch đã để cho con gái cô chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Bốc Sun vừa cầu chúa vừa lái xe trở về, thấy Tê Nhong vẫn say giấc, định đóng cửa lại nhưng cô bé bảo để mở thì tốt hơn. Vài ngày sau, lão thượng nghị sĩ được tìm thấy là đã chết. Tê Nhong tới chào hỏi các bạn trước khi chuyển trường, gặp lại con vợ Bai Sách. Cô ôm lấy và nói rằng bản thân không biết mình muốn một nụ hôn hay một cái tiền án tiền sự. Cuối cùng là chỉ tay lên cổ khi nhìn thằng Thảo Đế rồi quay đi. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Kill Bốc Sun và tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.